Địch Lệ Nhiệt Ba từ bỏ con đường lưu lượng, chuyển hướng sang diễn viên thực lực để đóng điện ảnh. Sau khi đạt được một số thành tựu nhất định, có thông tin cho biết Địch Lệ Nhiệt Ba đang chuyển hướng sang làm diễn viên thực lực. Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba đang là một trong những đỉnh lưu lượng nổi tiếng nhất showbiz. Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, lượng fan đông đảo mà cô nàng còn có rất nhiều bộ phim hay được công nhận. Mới đây, trên mạng đã xuất hiện rất nhiều thông tin cho biết Địch Lệ Nhiệt Ba đang có kế hoạch truyền hình thời gian tới. Theo đó, Địch Lệ Nhiệt Ba đã gặt hái thành công và danh tiếng nhờ loạt phim truyền hình như Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Trưởng Ca Hành, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh và mới đây nhất là Ngự Giao Ký. Những bộ phim này đã giúp nàng mỹ nữ Tân Cương giữ chắc địa vị đỉnh lưu lượng của mình giữa dàn tiểu hoa cùng lứa. Tuy nhiên, có vẻ như Địch Lệ Nhiệt Ba đã không còn hài lòng với lưu lượng của mình hiện tại nữa, thay vào đó cô nàng muốn được công nhận là một diễn viên thực lực. Có thông tin cho biết, để thực hiện mục tiêu này Địch Lệ Nhiệt Ba gạt bỏ mọi dự án truyền hình và chỉ nhận đóng phim điện ảnh. Thông tin này vừa được blogger đăng tải đã ngay lập tức thu về rất nhiều ý kiến trái chiều. Có ý kiến cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đang quá tham vọng. Ở thời điểm hiện tại, tuy là đỉnh lưu lượng song thành tích phim ảnh của cô nàng lại khá lẹt đẹt. Thậm chí, nàng mỹ nữ Tân Cương còn bị xếp vào danh sách những ngôi sao không có phim bạo. Ngoài nhan sắc nổi bật, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba thường xuyên bị ném đá. Thế nhưng, không ít dân mạng cũng lên tiếng bảo vệ nàng gà cưng của Dương Mịch. Họ cho rằng đây chỉ là thông tin không có căn cứ. Ở thời điểm hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba đang rất nổi tiếng khi đi theo đường lưu lượng. Nếu truyền hình quá nhanh sẽ rất dễ gây phản cảm. Trong những bộ phim trở lên sóng của Địch Lệ Nhiệt Ba, có một dự án chính kịch là Công Tố Tinh Anh. Đây được xem là bước đầu đánh dấu sự chuyển hình của nàng tiểu hoa.